con đã được sang ấn độ chiêm bái bốn thánh tích có người nói chiêm bái bốn đồng tâm thánh tích thì rất có công đức sư cho con hỏi là nói vậy có đúng không và công đức đó là công đức gì và có lợi ích gì trong tu tập một người chưa từng chiêm bái bốn thánh tích đó vẫn hoàn toàn có thể đi trọn vẹn con đường tám thánh đạo phải không chờ tí xíu để xíu phải mở kinh ờ cái này nằm ở trong kinh đại bác niết bàn đại bác niết bàn này Ananda có bốn thanh tích kẻ thiện tính cần phải chiêm ngưỡng và tôn kính thế nào là bốn à, đây là nơi uh, như lai đảng sanh uh, thành đạo chuyển pháp luân và niết bàn đây à, này Ananda đó là bốn thanh tích kẻ thiện tính cư sĩ cần phải chiêm ngưỡng và tôn kính này Ananda các thiện tính tỷ kheo, tỷ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ đến với niềm suy tư. Đây là chỗ như lai đảng sanh. Đây là chỗ như lai chứng ngộ vô thường chánh đẳng giác. Đây là chỗ như lai chuyển pháp luân vô thường. Đây là chỗ như lai diệt đồ nhập vô dư niết bàn. Này Ananda, những ai trong khi trong khi chiêm bái những thánh tích này mà từ trần với tâm tính hoan hỷ thời những vị ấy sau khi thân hoại mạng chung sẽ được sanh cõi tiền thú cảnh giới chư thiên ừ. thì như vậy có một vài vấn đề chúng ta cần phải lưu ý thứ nhất đến vốn thanh tích chúng ta cần phải có cái sự suy tư hợp lý sư thì chưa có đến mà ngó ra cái vé mà tới mấy chục triệu thì nó kinh khủng quá à, cũng có lòng nếu mà đi bộ thì à, đi được đi được đi đi tới à, biên giới à, miếng nhưng mà từ từ đó nữa từ đó nữa mà đi đi qua bên à, kia thì không đảm bảo tại vì tới đó là hết cái sứ Phật giáo rồi mình đi qua bên đó thì không đảm bảo mà còn tiền đi máy bay Mình đi theo đoàn theo tour thì nó nặng quá thôi cái đó chừng nào phước tính có một vài vấn đề chúng ta cũng lưu ý như thế này thứ nhất là khi đến nơi đó chúng ta cần phải có cái sự suy tư hợp lý từ đó phát sanh lòng hoan hỷ đây là chỗ đức thế tôn đã đẳng sanh đây là chỗ Thế Tôn à, đã thành đạo Đây là chỗ Thế Tôn đã chuyển pháp luân Đây là chỗ Thế Tôn đã nhập vô dư Niết Bàn Thì khi đó chúng ta có cái lòng hoan hỷ Kính tin suy tưởng đến Đức Thế Tôn Đây là một vị chánh đẳng giác có thật Ngài đã thật sự tồn tại ở thế gian Tức là chúng ta đến nơi đó chúng ta phải hiểu mà sẽ lấy làm lạ đó là nhiều người đến nơi Đức Phật thích ca của chúng ta người cha già của tất cả chúng sanh mà nghĩ làm sao đi niệm Phật di đà nó chất quớt của gì biết không nó y chang như phim tây du ký mà của uh, Tây Du ký phim người ta đóng đó. đi tới cái hội cuối cùng mà đi đến gặp Phật tổ rồi đó gặp Phật Tích Ca mà mở miệng ra là niệm Phật di đà nó lạ ở cái chỗ như thế này tức là mình tới mình gặp ông cha của mình mà mình cứ tư, cứ kêu ông hàng xóm không là sao ừ? mình đi mình gặp ông cha của mình mà mình kêu tên ông hàng xóm thì như vậy cái, cái 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 vị trí của ông cha mình trong lòng của mình nằm ở đâu rồi mình thấy hóa ra mình tiêu tốn mấy chục triệu vô ích à. mà hồi nãy như sư nói đó à. khi mà mình không có suy nghĩ chín chắn thì rất là nguy hiểm ừ đấy rồi um một cái vấn đề thứ hai nữa vấn đề, vấn đề tiếp theo nữa đó là gì đó là trong khi chúng ta đang suy tư về đức thế tôn mà chúng ta mệnh chung ở ngay chỗ đó tức là mình chết ngay chỗ đó đó thì mình chết trong khi đang suy nghĩ về đức thế tôn thì do năng lực phước báo của cái niềm kính tinh nơi đức thế tôn thì người đó sẽ được sanh vào thiền thú à, cho nên là nếu mà không chết ở chỗ đó thì không à, tính ừ, tuy nhiên tuy nhiên với một người mà họ đã từng đi chiêm bái bốn thánh tích khi họ mệnh chung á mà họ có cái lòng hướng về bốn thánh tích đó nhớ lại cái sự hoan nghỉ Uh, của mình khi mà mình đã từng tới đó mà nếu như họ có cái suy tư hợp lý đó, ha, biết nghĩa tưởng Đức ân đức của Đức Thế Tôn, uh, nhớ tưởng đến ngài, có cái lòng kính tin, uh, đức tin nó vẫn mạnh đó, rồi nghĩ đến bốn thánh tích thì họ vẫn có cơ hội sanh thiên. Uh, cho nên thì đến thì chắc chắn là có lợi ích đó. Nhưng mà như sư nói đó, đến mà mình phải đến với cái chánh kiến kìa. ha đến mà mình phải suy nghĩ mình phải biết mình đến mình thăm ai, thăm ông cha mình hay là thăm ông hàng xóm và đến đó mình phải suy nghĩ cái gì, nghĩ tới cái gì, nhớ tới cái gì để mình có phước thì đó mới là điều quan trọng. Chứ còn mà đi tốn cả mấy chục triệu mà tới nơi nó chất quớt thì nó kỳ lắm. Hmm? À, còn một ý là à, một người chưa từng chiêm bái bốn thánh tích thì đúng là vẫn hoàn toàn có thể đi trọn vẹn theo lộ trình bát chánh đạo ha